Chào tất cả chị em nha. Nay hai tụi mình đi đi thăm nhà bạn, mua trà sữa cho hai đứa. Ủa anh Hoàng nó mất tiêu à. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhỏ bạn. Nhỏ bạn thời thời cấp sách tới trường. Anh Hoàng dắt theo cái bầu. Bầu nhà Hoàng Dung là chất lượng hảo hạng luôn nha mọi người. Coi kìa nó dài kìa, có hai trái cuối mùa thôi. Đi sáng giờ tụi Dung đi Paris đi mua đồ để đi vacance, rồi xong rồi nhỏ bạn này nó alo cho mình rủ tới nhà nó chơi ăn cơm trưa luôn, nên là mình nói với nó mình quay video để làm kỷ niệm. Đi hơi lạnh lạnh thôi, trời không có mưa là tốt rồi, tại vì đang vô thu mà nên trời thời tiết xấu lắm. Anh Hoàng dắt cái bầu kìa, anh Hoàng dắt cái bầu kìa, trời ơi cái bầu phải chắc cũng khoảng 3 kg, không chơi đâu nha. Cái này là tọc si mà ở đây thì người châu Á sống rất là nhiều. Bên này lớn. Bên kia lá vàng kìa. Mùa thu quá thì lá vàng đẹp lắm, lá vàng lá đỏ đẹp, nhưng mà con cái là nó, lá nó rụng nó dơ lắm. Ở đâu anh? Dưới đây hả? Đúng không? Xuống đây. Giờ thì mình sẽ đi lên nhà của nó, chưa biết, lần đầu tiên mới tới đâu. Mới tới nhà nên chưa biết nhà nào hết trơn á. Cây lá vàng đẹp không? Quay trên nhà đó một con. Đó. Hồng hơi màu xanh đẹp quá hả? Đi tìm tên rồi mà phải có... số mấy hả? Kệ đi đại đi, lòng mấy số mấy bông sư số 3 hả? Bông sư số 3 u là đem hồi lùi luôn. Máy nhà nhà giàu đi thang máy hay có khác hay không? Nhà mình cút thang bộ hay mò luôn. Nên thang này này để hai người thôi. Anh Hoàng trên trái bầu dạng rắn xanh. Rắn lục. Rắn lục hả? Trời ơi vô đấy thấy mình bự dần dần anh Hoàng. Dạng rắn lục. Cái này tưởng tượng con trăng nhìn ghê chết được luôn á. Ông chủ nhà hàng à. Ôi cái này ăn ngon hơn nhà hàng còn gì nữa. Tôi để bà món khô. Khô gì anh? Khô chiên. Khô này khô gì? Khô cá dứa đó. Khô cá dứa. Thấy không? Trời ơi, bởi vậy tôi biết lựa lắm chứ bộ. Lựa gì? Hả? Thì lựa nhà có khô. Chứ nhà bà, nhà tôi làm gì có khô để ăn. Cái gì vậy? Học dễ hả? Đi lụm hả? Hả? Bà chị bà lụm bà đem ra bà cho đó. Nhà tôi nói bà sáng không có đi chợ. Quá đã. Nhà tôi bà vô cũng vậy thôi trời. Gỏi. Thì cái đó là tại vì có sự báo trước. Gỏi lỗ tai heo. Lỗ tai heo chua ngọt hay lỗ tai heo bình thường anh? Chua ngọt luôn hả? Băng tay quá trả. Uống gì uống gì? Dạ thôi tụi em với anh Hằng nè. Tụi em có mua rồi, hai tụi anh muốn uống gì uống. Bà uống gì? Bà Quy. Ôi hay vậy ta. Vậy hả? Sao giỏi vậy hay con? Ê cái Hi nó tưởng nó hôm nay tôi ăn sinh nhật, đi ăn sinh nhật của thằng Gấu. Nó nói là cho gửi lời chúc mừng sinh nhật. Nếu không sinh nhật qua rồi nó để bữa nào rủ ta Hằng vô nhà mình đi. Cái gì vậy? Mà uống gì cũng được, chó gì cũng giỏi được. Quá. Hay là uống nước. Giỏi quá vậy ra. Giỏi quá. Ừ, Quy nữa.
đi rồi, ngon lành luôn. Đã chưa, đã chưa? Wow. Gấu có chỗ này chơi đã quá nè. Bự mặt tình mà lăn luôn á. Hay quá bà ơi. Hay quá, hay quá, giỏi quá. Trời ơi, coi đi quậy kìa. Không, mẹ hàng ràng là hết rồi, nó không sao. Ràng đâu? Đi đâu hả con? Ràng hả? Gì đó đâu. Ô trời. Quậy đi cho mẹ dọn. Phá kinh khủng luôn. Quậy đi, quậy đi. Nó phát không nên nghỉ. Mới mốt hết dịch rước bà ngoại qua. Ơi, bà ngoại đi hết đường rồi. Bà bi. Rước ngoại qua cho ông ngoại chơi. Nước lạnh hả? Cái này là món ăn nhà hàng rồi còn gì nữa? Nhà hàng kể đi. Rồi quá sang trọng luôn. Sang gì? Ăn này đi. Ờ cái đó mê á, cái đó được, cái đó bà không được ăn. Đúng rồi, trời biết bao nhiêu năm hằng. Về Việt Nam cũng đâu có cơ hội ăn đâu. Nói gì ăn đúng không? Nói gì Việt Nam ăn nhưng mà nhiều quá không có ăn được. Rồi, đúng rồi, đi ăn. Nói chung là mình về Việt Nam cái gì? Tức là về Việt Nam không ăn cơm nhà thì. Dạ. Đúng đúng. Cơm nhà nó phải có cái này. Giờ qua đây mới có dịp ăn mấy cái này. Dạ mời mấy anh. Ăn cơm nha. Cảm ơn nhiều. Để bạn khô chiên. Khô chiên. Bên đây mà có khô chiên là quý rồi. Thấy cơ, rồi cả anh ăn rau kìa. Ừ, quen quá à. Ngán không, ngán không? Hả? Anh học chắc ngán nhưng hành đâu ngán không? Rồi ăn cơm nha. Ngán chịu không nổi. Ngán chịu không nổi. Chịu không nổi. Thấy nó hả? Trời ơi, thấy nó hay cưng lắm hả? Tôi nói là anh Hoàng mà biết cái tánh của anh hồi đó bây giờ vẫn thích mấy cái này đâu hả? Tự nhiên giờ tôi nói bà nó có tuổi nó đổi. Đổi tánh. Bà không tin. Ba mẹ giỡn có lạ bà. Từ sau Covid á, người này chết, người kia chết đó anh Hoàng. Nhiều khi em nói thôi bây giờ cái cuộc sống mình á, mình phải cho thoải mái. Thoải mái, phải... không bông che, không thương, có cái gì hết trơn hả, thấy không? Sống nay chết mai á, đúng là sống nay chết mai á. Nói chung là hồi đó giờ vợ chồng tôi á, mấy đứa nhỏ lúc nhỏ nó rất là thích nuôi chó nuôi mèo. Nhưng mà tụi tôi thì nó không bao giờ, thứ nhất là mình thấy cái điều kiện kinh tế mình nó hơi, mình lo lắng mà hằng biết không? Mình thơ. Ừ, mình cứ lo lắng là mình cứ nghĩ là phải trả tiền bảo hiểm cho nó, tiền thuốc men. Ừ có không? Đúng tiền này rồi. Tiền kia, nó tiền chích ngừa. Tiền tiết ngừa. Đâu cần bảo hiểm đâu. Đó, chưa kể thức ăn thức uống của nó nữa hằng. Rồi tôi nói là với mấy đứa nhỏ tôi là tôi không có khả năng mà tôi chăm sóc. Tôi thích nuôi con chó bự vậy bà. Chứ chó nhỏ sợ thấy nó yếu quá. Ừ. Với lại cái tôi mà thấy nó ỉa đó. Đúng xinh. Ta cho chứ. Ta cho. Ngàn bạc đó chứ không nếu mà mua ở đây Hoàng. Ừ. Thì đụng cái giống như có duyên với nó hằng. Trong nhà hai chó thả rong nó có đi ngoài sân rồi. Đi, không đi, khoái hay mồ, chó này giống dạng chó săn á. Tự nhiên có duyên với nó là rước nó về, anh Hoàng xách xe lửa tự ở Paris chạy xuống dưới Montpellier đó về và nó chỉ chơi á. Trời ơi, vậy cho hai người muốn qua gì quên rồi. Bạc sẽ lên chơi. Biết không, lần sau trở lại, gặp mặt, nó thèm dòm á. Nó gặp mặt, nó thèm dòm á. Ê, kêu lại đi Paris, không thèm dòm. À, không thèm dòm, giận. Ngủ hết, vậy chắc có duyên á. Giận á. Đúng được không nè? À không à. Không được, không được. Chắc có duyên quá à. Chứ hồi đó anh Hậu có nghĩ anh Hậu nuôi chó nuôi mèo gì không? Xưa nhà anh có chó. Anh có hả? À, nhà em lần đầu nuôi luôn á anh Hậu. Mấy đứa con em lúc nhỏ nó thích lắm nhưng mà đâu giờ mình chiều nó đâu. Mình nó hơi cực lắm con ơi. Nắng không? Nắng dữ người ta. Rồi, rồi, rồi. Mời anh uống thêm. Ờ, cà phê thơm quá vậy ta. Đi uống không? Lát nữa cho em. Mới mua hộp cà phê thơm quá. Cà phê gì mà Malongu. Đồ Z mà đi về nhà cái máy đâu nhà đâu vô được đâu, quận để nhà kìa. Sao vậy? À, cái máy nhà đâu. Rồi cái đồ Z cho nó đi không đi. Sau một hồi ăn là nói xong rồi tụi mình cũng đi về. Trời dậy sáng sáng chút xíu rồi, có nắng chút xíu rồi. À, là lòng 2 phải không? Ở đâu ta? Nói chung là đi xuống khỏi chỗ này rồi giờ không biết chỗ nào.
ở đây cũng yên tĩnh mà. Ở đây thì dân cư đông đúc hơn trong cái khu nhà của mình. Khu này mắc tiền. Khu này là khu mắc tiền. Mình không có rớ vô nổi. Ôi, lạnh quá. Hôm nay thứ hai nên xe cộ cũng đông đúc. Ở đây chung cư nhiều. Tại vì thành phố lớn mà, nên đa phần chung cư này. Nhưng mà cũng yên lắm. Rất là yên. Được chưa? Cho tôi đi lái chưa? Cho Susie đây. Mình nói là đi đi đâu về là nó mừng á, nó mừng nó nhảy á. Susie đâu hả con? Cà trốn trốn trốn. Đâu vậy? Đâu vậy? Nó nhảy không yên à, mình mệt với nó luôn à. Hả Susie, đi làm gì á? Làm gì á? Làm gì á? Làm gì á? Ăn đi đi ư sao thôi mà mua được rồi. Hôm nay cả ngày trời mình đi mình mua được cái này nè. Đó, một cái kia bằng gì ta, dòi. Cái này để về mình làm phá lấu ở đây. Dạ, cái này lỗ tay heo này kia với lại dòi thường đi chợ nguyên một buổi sáng cho các bạn mua thịt, mua cái dòi này nè để đem xuống nhà của chị Duyên chơi á. Hai bầu vô và đem vô nhà. Một trái, một trái thì mình đem cho ông bà cho cầu thang nha, đem cho nhỏ bạn, còn trái này bự quá trời luôn. Nói chung là nhà bầu trọng bữa dài á, đâu có ăn được có một khúc, cho đem cho không vô rồi vô nhà không no, 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 no. Hôm nay thì mình mua loại hủ tiếu này ăn nè. Không biết có ngon hay không, ở Việt Nam luôn. Mấy lần trước mua hủ tiếu của Tàu nó không có ngon các bạn ơi. Nó hôi lắm, ăn hôi mùi bột. Còn hủ tiếu này ăn của Tàu. Mua được mấy gói này. Mấy gói này thảo quả nè. Để nấu phở á. Mua cho chị Hà. Tại vì chị Hà nói hồi trước á, chị Hà lên chị Hà không mua được. Nên mình hôm nay mình đi chợ Thanh Bình, mình mua mấy cái này cho chị Hà luôn. Mình có mua gì nhiều hết đó, mua chao. Chao thì mình mua 20 hũ. Đó, nó không có bán trong hộp, trong thùng nên mình mua hũ luôn, có nhiêu mình lấy hết trơn. Chắc có thùng nhưng mà tại người ta không muốn đem ra nên nó là mình lấy hũ vậy, mình thích trong thùng hơn thì nó gọn. Mà chao này rất là ngon luôn nè. Chao hiệu bông mai. Mua chợ Thanh Bình này nè. Là không có trong thùng nữa nên nó tùm lum tùm la. Thì chợ Massena thì nó đóng cửa để thao vô. Chứ mình mua chợ Massena thì chắc là nó có thùng. Mà Massena thì nó cũng hết chao rồi. Mình đã mình có hỏi. Thì mình lại Thanh Bình mua thì người ta không bán trong thùng, ta bán từng lon từng hũ vậy nè. Mình mua 20 hũ. Mì gạo chữ không biết là nó ngon hay không. Mua thử hình như là mua hai bịch, hai đồng mấy một bịch á, về để ăn. Bây giờ chán mua ở chợ chợ Tàu rồi các bạn, mua cái này ăn thử cho ngon hay không các bạn nè. Nguyên một bữa trời luôn, đi chợ chả mua được cái gì hết trơn các bạn, đi đường xe kẹt quá trời luôn. Mình mua mấy cái này để dê xuống đem xuống nhà chị Nguyên nấu cháo lòng ăn á. Còn cái này thì Dung sẽ làm phá lấu. Với lại cái mề gà Dung sẽ làm phá lấu. Lỗ tay heo cũng làm phá lấu.
Trời ơi, sushi nó thấy ba Hoàng đi nó la gì đó. Còn cái này là để làm gỏi, chân gà rút xương để làm gỏi. Cái này là cái gì ta? À, giò heo, Dung sẽ làm món Hàn Quốc nha mọi người. Giò heo hầm, Dung sẽ làm món Hàn Quốc. Còn gia vị này mua cho chị Hà. Kỳ này Dung đi chợ thì không có mua cái gì nhiều để đem đi hết. À, mua có mấy thứ này thôi để làm đồ ăn đem đi thôi à. Kỳ này có sushi á, nên á, sushi nó lấy hết cái cớp rồi. Nên đó là cái cớp không có chứa đồ được. Bây giờ chứa bỏ sushi vô nên không có mua gì được nhiều. Cũng trao cho mấy chị là cũng mừng lắm, là tại vì chợ Massena đóng cửa đó nên mình lo là mua không được, ai ngờ đâu mua cũng được, nhưng mà nó hơi mất tiền hơn so với chợ Massena chút xíu thôi. Xong rồi, sáng sớm hai vợ chồng chạy đi Paris, đi ba bốn chỗ mua đồ xong yên hết rồi chạy về nhà chở bạn để ăn ăn cơm. Nó ăn nấu cơm mà lâu lắm rồi mới gặp lại nó. Thì nấu cơm ăn nói chung là rất là ngon. Cơm khô rồi, trời ơi, lâu lắm rồi mình cũng không được ăn khô luôn các bạn. Mấy cái rau rất là ngon luôn. Ở đây mà ăn cơm nhiều. Giờ thì chuẩn bị vô bếp, mình sẽ nấu nướng đồ ăn. Rồi ngày mai mình sẽ đi thôi. Ngày mai 9 giờ là bắt đầu mình đi mua thêm một số đồ nữa. Mình xuống nhà chị Quyền thôi. Bây giờ mình sẽ đi làm việc. Mình đổ giấm vô đây để rửa cái này cho nó sạch, ngâm cho nó thiệt sạch. Xong rồi muối bỏ vô luôn. Cái này Dung sẽ làm pha lấu đem đi để xuống dưới nhậu. Tại vì chị Quyên đi làm á, nên mà chị cũng không có nhiều thời giờ, nên là Dung có thời giờ thì Dung làm đem xuống dưới ăn cho vui. Này mình phải ngâm chút xíu kìa, cắt cái này ra rồi cạo cho sạch. Này dơ lắm. Trong đây dơ này vậy. Thôi rồi, cái này cũng vậy nè. Đó. Cái này lâu lâu thì ăn lần. Ăn hoài cholesterol thấy mồ luôn á. Ngâm ở đây chút xíu. Rồi được rồi. Cái này cái giò heo mình, ôi da, mình kêu người ta lọc cái xương á, mình sẽ cột nó lại. Để lát nữa sẽ làm cái món giò heo hầm khúc bắc của Hàn Quốc. Lâu lắm rồi nhà Dung cũng không ăn món này. Món này ăn mà chấm tương á là ngon dữ lắm. Ôi trời. Tôi sẽ bỏ hai cái giò này vô luộc. Đây là tương, đậu tương vô, tiếp là gừng. Mình chỉ không có cái hành bro thôi, rồi hành tây, gừng, hành tây và tỏi. Sẽ bỏ vô táo tàu. Đây là, ôi da, nước ôi, đổ bà. Đây là nước nước táo, nước táo, nước ruộng táo mà Dung làm hết rồi. Còn mấy giọt đổ vô luôn. Bột táo này để mình làm kim chi á. Bỏ vô một cái canh nhan. Bỏ thêm mấy cái cây này vô. Bỏ cái này vô. Bỏ mùi thuốc bắc.
nước tương Maggi. Cái này xịt nước mắm là đi đường khác á, phải cho nước tương. Trong cái tương đậu nó cũng mặn rồi nên là mình đừng có cho nhiều quá nước tương nha, sẽ mặn lòi thôi. Này là đường màu vàng. Cái dầu này là cái dầu phi hành ngày hôm qua ăn cháo, lấy bỏ vô đây luôn cho nó thơm. Tỏi. Cái nồi này nó thơm rồi nè. Cái nồi cái gì quên rồi, giò heo hầm thuốc bắc nó thơm ngào ngạt luôn. Đóng nắp lại. Đây mình sẽ chuẩn bị gừng. Gừng bỏ vô cho nó thơm. Ruột vàng thì chắc ruột già quá. Bỏ vô luôn. Tiếp theo mình bỏ nghề vàng. Tiêu thiệt là nhiều tiêu, nước thơm. Đây là hạt muscat, giống như là để ăn phở vậy đó, nước thơm. Cái này mình sẽ để là củ dị hương hai muỗng. Để chế nước vô. Muối. Bên đây cái nồi này nè, nó thơm lịch nằm luôn á. Dớt cái bọt nó ra. Cái này ăn chấm với tương ăn là ngon. Tương thì mùa hè mình có đem xuống nhà của chị Nguyên rồi, cách đó để là còn đó, mình sẽ ăn cuốn với lại rau ăn đã. Mình hạ lửa nhỏ xuống lại. Wow, nó đã sạch lại rồi nè, sạch lại rồi, hấp dẫn đi chưa đó. Cái này ha mà chấm với tương ớt ăn với đồ chua ăn là nhức nhói luôn á. Đã chưa? Còn cái này đó,
Cái này thì nằm phía bắc, để cho nó ráo chút xíu nữa là được rồi.